Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Cường Kê Thân. Và ngày hôm nay thì mình sẽ nói về một thương hiệu được ra đời vào năm 1966. Thực ra là nó được ra đời trước đó, 1965. Tuy nhiên là 1966 thì nó mới bắt đầu có những sản phẩm đầu tiên ra mắt. Và thương hiệu ngày hôm nay mình sẽ nói đến đó là thương hiệu The North Face. Và làm như thế nào để có thể check được The North Face chính hãng tại chợ đồ cũ thì ngay bây giờ hãy cùng khám phá với Cường Kê Thân nhé. Điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với tất cả anh em là The North Face là một thương hiệu được sinh ra dành đầu tiên là dành cho những cái người đi phượt và dân leo núi. Chính vì thế nên là mọi người có thể nhìn thấy được rằng là tất cả những cái sản phẩm của The North Face đa phần đều được sử dụng chất liệu là polyester chống nước, và nó được hình thành và được phát triển dựa trên cái việc đó là đi dã ngoại và đi du lịch. Chính vì thế nên là chúng ta có thể nhìn thấy, ví dụ như trên tay mình đây, đây là hai cái con áo The North Face mà mình đã kiếm được ở chợ đồ cũ. Đây, chúng ta sẽ có chất liệu là chất liệu bằng vải gần như là vải dù. Và chất liệu này thì nó chống thấm nước từ bên ngoài vào bên trong. The North Face thì nó gồm có ba lô này, lều trại, rồi giày dép và áo khoác. Đấy là những cái thương hiệu, đấy là những cái sản phẩm rất là nổi tiếng của The North Face. Ví dụ như là những chiếc ba lô kiểu như thế này. Đây là những cái chiếc ba lô mà mình đã sử dụng trong một khoảng thời gian rất dài rồi. Ngày hôm nay thì mình sẽ nói chủ yếu về áo khoác của The North Face nhé. Áo khoác của The North Face, bởi vì là cái con này này, thực ra là thời điểm hiện tại mình cảm thấy là nó bị pha ke rất là nhiều ở chợ đồ cũ. Và làm như nào để một người không có đủ kinh nghiệm có thể check được một con chính hãng ở chợ đồ cũ thì ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em. Điều đầu tiên khi mà nói về những chiếc áo của The North Face thì mình sẽ nói về chất liệu một chút nhé. Chất liệu của những chiếc áo khoác của The North Face đa phần là chất liệu polyester. Đây là chất liệu chống thấm nước. Nó phục vụ cho những người đi du lịch, đi dã ngoại và đi leo núi. Có một điểm đặc biệt đó là tất cả những chiếc áo này nó đều rất nhiều túi. Các bạn biết để làm gì không? Đối với tất cả những người mà đi leo núi, đi dã ngoại thì họ sẽ cần rất là nhiều cái không gian ở trên áo để họ có thể đựng được bật lửa, đựng dao kéo và đựng rất là nhiều thứ. Ví dụ như kiểu con này đi, thì nó sẽ có thêm một cái túi ở phía bên trong này. Và cái túi này nó là một cái túi lưới nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu check từ phần chất liệu trước. Đầu tiên là nói về cái chất liệu của The North Face đi. Nó là một chất liệu chống thấm nước, và nói thẳng với cả anh em luôn là cái chất liệu này nó cực kỳ là dày nhé. Tất cả những cái áo khoác The North Face mà mình được sờ vào thì mình cảm giác là chất liệu cực kỳ dày. Các bạn cầm lên tay ấy, các bạn sẽ cảm giác là nó cực kỳ chắc chắn nhé. Nó không mỏng giống như kiểu những cái con hàng fake thời điểm hiện tại đâu. Ở ngoài thị trường bây giờ hàng fake nhiều lắm. Chính vì thế nên là chúng ta sẽ phải check một cách cẩn thận. Cái chất liệu này mặc dù là chất liệu vải dù polyester nhưng mà nó rất dày và cảm giác sờ vào rất là chắc chắn. Tiếp theo này, chúng ta sẽ nhìn vào, ví dụ như đây, đây là một trong số những chi tiết rất nhỏ này. Đây là một cái khóa của cái áo The North Face mà mình đang cầm ở trên tay. Thì cái khóa này nó cũng được in dập nổi The North Face ở đây. Chúng ta sẽ nhìn vào cái logo và biểu tượng này nhé. Ở tất cả những cái sản phẩm, ví dụ như ba lô, lều trại hay là tất cả những cái áo này, thì cái hình The North Face này nó được in ở trên một cái khung. Và tất cả những chữ cái này nó đều được thẳng hàng. Và cái biểu tượng The North Face này nó cũng được thêu lên rất rất đẹp. Và những con hàng pha ke thời điểm hiện tại mọi người có thể ra ngoài thị trường và mọi người xem. Thì hôm trước mình có quay được một con, không biết là mình còn để clip ở đây không, nhưng mà sự thật là có những cái con mà The North Face nhưng mà chữ C này là chữ O này. Thì mọi người phải nhìn kỹ cái biểu tượng này nhá. Nhìn kỹ cái biểu tượng này, nó phải thực sự thẳng hàng và ba cái đường đối xứng tạo nên cái hình thù của thương hiệu này nó phải được in hoặc là được làm thêu giống như thế này, dập nổi lên và nó phải đối xứng với nhau ở trên một cái khung viền y hệt như thế này. Tất cả những chữ cái này chúng ta có thể phân biệt bằng mắt thường được khi mà chúng ta nhìn nó có phải là một đường thẳng hay không và cái đường may này nó như thế nào. Ok, tiếp theo này, chúng ta sẽ có một cái phía tem phía bên trong giống như thế này. Cái tem của The North Face này thời điểm hiện tại ấy, đa phần đều là những cái tem được khâu lên phần sau của áo. Và chúng ta cũng sẽ nhìn vào cái phông chữ của cái áo này để chúng ta có thể biết được rằng là cái tem này là tem fake hay là tem real. Ở những cái tem real như thế này này
thì tất cả những chữ cái nó cũng giống như kiểu cái logo bên ngoài, là nó được đối xứng với nhau và nó được làm chi tiết, rất là chi tiết, rất là đẹp. Đó, anh em có thể nhìn này. Và tất cả những cái này nó đều có thể thể hiện bằng mắt thường được. Ok, tiếp tục này, chúng ta sẽ đến với những cái khóa nhé. Những cái khóa, đa phần những cái khóa của The North Face ấy, mình thấy một điều rất đặc biệt dành cho cái khóa của The North Face này là khóa của The North Face khá là to và khá là dày. Chính vì thế nên là anh em có thể tự nhìn ở phía bên trong như thế này. Cái khóa này cực kỳ dày và cực kỳ bền luôn. Chúng ta hãy thử mở chiếc áo ra và đóng chiếc áo lại thật nhiều lần. Bởi vì là cái khóa của The North Face ấy, đến thời điểm hiện tại mình vẫn luôn luôn cho rằng và luôn luôn thấy rằng là cái khóa này là một trong số những cái khóa mà nó có chất lượng hoàn thiện rất rất tốt, rất rất tốt. Phải nói thẳng với anh em luôn là bởi vì nó không có cái tính gọi là cái tính bị trờn hoặc là bị bất kỳ một cái gì liên quan đến cái việc mà nó dễ học. Đây, anh em nghe tiếng kéo nhé. Này, kéo này, kéo ra kéo vào. Nó rất là nhẹ và nó rất là êm. Và nó không bao giờ có khái niệm là cái khóa này bị khó kéo. Bởi vì cái khóa của The North Face nó thiết kế theo cái kiểu đấy là nó là khóa to và cái những cái kiểu khe ở xung quanh cái khóa đấy lại là cái khe rộng. Chính vì thế nên là nó sẽ khiến cho cái khóa trở nên rất trơn trượt và nó sẽ khiến cho cái khóa này nó theo kiểu nó tuồn tuột ấy, tức là nó không sẽ không bị mắc ở bất kỳ một đoạn nào. Mọi người có thể nghe cái tiếng mà mình kéo nhé. Cái chất liệu vải polyester ở trên tất cả những con The North Face này nó đều gần giống như kiểu chất liệu vải áo mưa ấy. Tuy nhiên rằng là nó không bị bóng và nó cũng không bị nhìn thô giống như áo mưa. Chúng ta sẽ để ý là tất cả những cái con áo khoác của The North Face nó đều có rất nhiều lớp. Và lý do tại sao mà nó lại có nhiều lớp như thế này thì mình giải thích luôn. Là khi mà anh em đi leo núi hoặc đi dã ngoại hoặc là gặp những cái điều kiện thời tiết xấu ấy, thì tất cả những cái khóa này nó sẽ có tác dụng để bảo vệ sức khỏe cho anh em, hoặc là để cho anh em có được một cái trải nghiệm tốt nhất với cả một sản phẩm sinh ra để nó như nào nhỉ? Nó gần giống như kiểu là để rơi vào vùng nguy hiểm. Là cái áo này nó đảm bảo được hết tất cả những cái yêu cầu và những cái như thế. Những cái chi tiết nho nhỏ như này thôi, những cái chi tiết nho nhỏ như thế này nó cũng có thể khiến cho anh em bị nhầm lẫn. Bởi vì tất cả những chi tiết nho nhỏ như này The North Face làm rất rất tốt nhá. Làm rất rất tốt. Chất liệu này, logo, tem, khóa. Và chúng ta sẽ nhìn vào cả mấy cái đường dây rút. Bất kỳ con The North Face nào nó cũng sẽ có một hoặc là nhiều cái phần dây rút ở phía đằng sau như thế này để chúng ta có thể rút cái áo vào vừa form với chúng ta. Ok, mà tất cả những cái này nó cũng đều được làm bằng chất liệu rất tốt, cực kỳ tốt luôn. Và lý do tại sao mà tất cả những cái con này mà hiện tại, thời điểm hiện tại lại bị pha ke nhiều, bị fake nhiều ấy, là bởi vì mình thấy là đây là thương hiệu kiểu gọi là thương hiệu phổ thông. Chính vì thế nên là có rất rất nhiều đơn vị, đặc biệt là những đơn vị ở bên người anh em tàu khựa, họ làm bị pha ke rất là nhiều. Tuy nhiên rằng là đối với những người chơi The North Face lâu năm thì khi mà sờ vào chất liệu áo thì mọi người sẽ biết được rằng là cái chất liệu áo của những cái con này sờ vào phát là biết hàng real hay hàng fake ngay. Chúng ta sẽ có một cái, ví dụ như cái áo đỏ của mình nó sẽ có một cái phần tem rời ở phía đằng sau, nó có chữ Cortex ở đây và tất cả những cái liên quan đến phông chữ của nó cũng được hoàn thiện rất là tốt. Mặc dù đây là áo high hand và áo của chợ đồ cũ, tuy nhiên rằng là đây anh em có thể nhìn thấy này, chỉ cần nhìn vào cái tem thôi, nhìn vào cái logo thôi là chúng ta đã phân biệt được ít nhất là phải 70% cái việc là nó là hàng gì rồi. Và cái câu chuyện ở đây nó sẽ là đây, ví dụ như những cái logo ở bên ngoài này, anh em nhìn nó hoàn thiện tốt đến như thế nào. Và tất cả những cái con áo này lên form thì cực kỳ đẹp nhé. Khóa của The North Face ấy, thì đa phần đều là những cái khóa kiểu như thế này. Mọi người nhìn cái khe của khóa nó rất là rộng. Và cái khe của khóa rất là rộng nhưng mà cái tiếng kéo ấy, nghe tiếng kéo cực kỳ êm luôn. Và nếu giả sử như một ngày nào đấy mà mọi người có cầm một con The North Face, mọi người soi nó ấy, mọi người cầm cái khóa mà mọi người kéo theo cái kiểu nó bị cứng này, hoặc là nó bị kiểu mắc ở một chỗ nào đấy, hoặc là nó bị làm sao đấy, thì mọi người hãy quay trở lại với phần logo và phần tem thì mọi người sẽ nhìn xem nó có thực sự là real hay không.
quay trở lại cái câu chuyện với chiếc áo này, thì chiếc áo này nó sẽ phục vụ rất nhiều mục đích. Những cái chiếc áo này nó sẽ phục vụ rất nhiều mục đích. Thậm chí là có rất là nhiều con The North Face của mình nói thật với anh em luôn là mình để mặc đi trời mưa, bởi vì nó không khác gì một cái áo mưa, không thấm nước một chút nào luôn. Và cái chất liệu này thì cực kỳ là giữ nhiệt cho anh em. Bởi vì là nó sinh ra và chính cái người sản xuất cái áo này vào năm 1966 thì người ta cũng sinh ra với một mục đích, đó là dành cho những cái buổi dã ngoại, dành cho những buổi leo núi và dành cho những cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Chính vì thế nên là nó được thiết kế và nó được hình thành dựa trên cái nguyên tắc đấy. Và đến thời điểm hiện tại thì mình thấy rằng là nó vẫn đang đi theo, từ năm 1990 đến thời điểm hiện tại nó vẫn không có quá nhiều thay đổi. Nhưng mà nó, chính vì nó không thay đổi và chính vì nó đặc biệt, thế nên là nó vẫn tồn tại đến thời điểm hiện tại và nó vẫn mang lại một trải nghiệm rất tuyệt vời về sản phẩm này. Tất cả những cái con The North Face chính hãng của nhà mình hiện tại đang được bán với giá đồng giá là 250.000. Thì mình có khoảng mười mấy con ấy, The North Face kiểu khoác ngoài như này. Thì anh em có thể qua 13B ngõ 2 Cầu Biêu, Hà Đông, Hà Nội nhé, để giao lưu với mình về tất cả những cái sản phẩm kiểu như thế này. Mọi người nhìn cái khóa của nó này. À nhìn cái đây là cái tem. Cái tem sau của nó thì The North Face luôn luôn có cái tem sau như thế này ở tất cả những cái áo khoác. Nhìn thật kỹ nhá, phông chữ rồi đường may các kiểu. Đa phần những cái áo khoác của The North Face nó sẽ có rất nhiều lớp. Đây. Và ngay bây giờ mình sẽ mặc lên form con này cho mọi người xem nhé. Để cái máy ra xa một chút. Chúng ta có một cái khóa tay ở phía như thế này này. Mình đã nói rồi, The North Face nó có rất là nhiều các cái khóa ở đây. Thì lúc mà lên form áo ấy, thì nó sẽ thành như thế này. Mọi người đóng chặt cái khóa này vào nhé, bởi vì tay của người châu Á, đặc biệt là tay của người Việt Nam khá là bé. Đây, thì lên form con này nó sẽ như thế này. Đó, mọi người xem mình kéo khóa, kéo một phát là nó lên luôn. Thì lên form áo nó sẽ như thế này. Và đây là một số cái kinh nghiệm liên quan đến việc check áo The North Face của mình. Còn nói về một chút về ba lô cũng thế thôi. Ba lô thì cái phần tem tag này mọi người có thể nhìn thấy này. Khóa này. Đấy, khóa của ba lô The North Face cũng rất êm nhá, rất êm. Chẳng bao giờ mình thấy là cái ba lô của mình nó bị mắc khóa hay là bị làm sao cả. Ở trong này thì nó đựng được rất nhiều thứ, và cái ba lô này của mình này, này mình toàn sử dụng để đi phượt hoặc là đi trời mưa ấy. Nó sẽ giúp cho tất cả những cái phần thiết bị các thứ ở bên trong của mình nó sẽ được gọi là được bảo vệ. Chúng ta sẽ nhìn thấy đây, The North Face ở trên tất cả những cái khóa tag như thế này. Và đây cũng là một trong số những cái kinh nghiệm nho nhỏ của mình về cái việc check những cái sản phẩm của The North Face. Thì nó khá là đơn giản thôi. Khóa này, chất liệu này, tem mác và thêm một phần nữa là những cái chi tiết nho nhỏ của The North Face, nó làm cực kỳ là hoàn thiện và cực kỳ là đẹp. Hiện tại cái thương hiệu này mình thấy, ví dụ như kiểu hôm trước mình đi chợ Vạn Phúc ấy, thì mình thấy có The North Face nhưng mà ví dụ như thiếu mất chữ E, thiếu mất chữ C, hoặc là thiếu mất chữ C thành chữ O ấy. Có rất nhiều thương hiệu fake, mà thậm chí là có những con mà kể cả logo, tem của nó là The North Face theo kiểu bình thường nhé. Tuy nhiên rằng là nó vẫn là hàng fake, bởi vì là cái chất liệu hoàn thiện nên cái con sản phẩm đấy nó thực sự là không được tốt. Đó, thì cái này nó dựa nhiều vào phần kinh nghiệm là chính. Còn mình chia sẻ ở đây là mình chia sẻ ở góc độ của một người đã đi nhặt hàng trăm con áo, nhặt hàng chục, mấy chục cái ba lô. Thì đây là kinh nghiệm của cá nhân mình, và mình cũng sử dụng tất cả những sản phẩm kiểu như thế này khi mà mình đi săn về luôn. Và mình dựa trên những cái liên quan đến cá nhân mình để mình nói về cái thương hiệu này. Ok, và cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều đã đến với Cường Kê Thân, và hy vọng rằng anh em sẽ subscribe để mình liên tục lên những cái sản phẩm khác. Ở nhà mình thì có cả, đây cho mọi người xem này. Ở nhà mình có rất là nhiều cái con, ví dụ như con này. Đây là một con phao lông vũ của Adidas, và đây là một trong số những cái con cực kỳ ấm luôn, lông vũ. Pro Kit cũng có. Có một cái thương hiệu mà không biết là nhiều anh em có biết không, nhưng mà đây là một trong số những cái thương hiệu mà mình nói luôn với anh em, đây là thương hiệu Cover Queen nhé. Đây là một trong số những thương hiệu không nổi tiếng cho lắm. Nhà mình Adidas các thứ rất là nhiều, ví dụ như ở những cái con như này này, những cái con phao của Adidas như này, phao lông vũ của Adidas dành cho nữ như thế này. Đây cũng là một trong số những con cực kỳ đẹp luôn. Anh em nhìn cái tem này,
thì mình sẽ lên clip liên tục về những sản phẩm mà mình có thể cập nhật được dành cho tất cả anh em ở trên YouTube của Cường Người Thân. Và nếu mà mùa đông năm nay anh em muốn giao lưu, còn có cả giày hai hen nữa, nhiều thứ để nói lắm, thì anh em có thể subscribe YouTube nhá, mà mình sẽ lên clip liên tục. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều đã đến với Cường Người Thân. Bye bye.